Alo, xin chào anh em. Nhân vật mới ở nhà mình, Bảo. Bảo đẹp da. Bảo da đen. Ấy. Trời, xinh không? Không biết là con mèo nó có dị ứng với nước hoa nhiều không nhỉ? Ôi, em nó chắc là xuống đất ngủ rồi. Rồi, chúng ta cùng nhau quay lại video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là gợi ý cho các bạn một cái mùi hương. Nó mang cái nốt hương xạ hương. Mình biết rằng là sẽ có rất là nhiều bạn đã quá quen với những sản phẩm của nhà Narciso, một nhà đại diện làm xạ khá là hiện đại, gồm những sản phẩm xạ Narciso For Her này, phiên bản trắng, phiên bản đen, rồi phiên bản hồng các kiểu. Còn các phiên bản của nam thì là Na Blur Noir những thứ. Thì ngày hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn một chai nước hoa đến từ nhà đêm, đó chính là Newmert. Thì cái nhà nước hoa này mình đã có một cái sản phẩm, đó là mình review chai Minty Men, một chai nước hoa khá là ngon cho mùa hè, cho cả nam lẫn nữ. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý các bạn một cái mùi hương mang nốt hương xạ đến từ nhà đêm này. Và mình đánh giá là nó khá là ngon, mình cần phải giới thiệu ngay đến các bạn. Và sản phẩm này thì đang có tại eStore. Toàn bộ thông tin về giá cũng như sản phẩm thì mình sẽ để link về dưới phần mô tả. Và trước khi vào video, đừng quên việc là like, share cũng ấn nút chuông đăng ký để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Chúng ta cùng nhau xem qua một chút về ngoại hình của chai nước hoa này. Thì các bạn thấy đấy là chai nước hoa này nó có thiết kế hai lớp, và một cái lớp ở ngoài cũng là thủy tinh, và lớp ở phần trong đựng nước hoa thì nó sẽ được làm ở sâu trong, và cái phần đáy này nó làm khá là dày, nên là kể các bạn rơi thẳng như này thì nó cũng chỉ vỡ ở phần ngoài thôi. Mình nghĩ là cũng chắc là cũng không rơi đâu. Và cái thứ hai đó là cái phần nắp này của chai thì nó rất là nhẹ, cầm rất là thích, và nó không phải nắm châm nha, nhưng mà đậy nó khá là khít. Còn về cái phần logo thì bạn thấy rằng là nó có cái logo hình hai con ngựa cùng cái đài phun nước, và năm sản xuất là năm 2014. Đó, đây là Newmert, đó là về ngoại hình của em nó. Về mùi hương của em này thì khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy là nó rất giống những cái mùi gọi là dầu gội đầu của các loại cao cấp của chị em phụ nữ ấy. Nó không phải là của các loại của các anh em, mà kiểu X-Men Romano, mà nó giống như cái gọi là, mình không biết tả nhà, mà tóm lại là khi mà mình đi gội đầu ngoài hàng, hay là kiểu mình cạnh nhà mình có một hàng gội đầu ấy, thì người ta sử dụng những cái loại dầu gội đầu và dầu xả cao cấp ấy, thì nó rất là giống mùi hương vậy. Thì cụ thể cái mùi hương này các bạn sẽ ngửi thấy là một chút kiểu footy đến từ quả mận, nhưng mà nó không bị mận, đây thì nó khác mận Việt Nam nha, nó không bị kiểu chua đâu, mà nó ngọt, nhưng mà nó không, ở đây họ blend mùi thì cái, tất cả nó rất là cân bằng. Và khi mà mùi hương khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau khi xịt ra ấy, thì các bạn thấy là cái cảm giác hơi hơi kiểu xà phòng, kiểu dầu đầu đó ấy, thì nó sẽ dịu xuống, và toàn bộ mùi hương nó được cân bằng rất là vừa phải. Hoa này, rồi một chút mùi đến từ quả mận, và một chút kiểu xạ hương, tất cả được blend đặt trên cái bàn cân rất là vừa phải, không bị nghiêng bên nào quá cả. Nên là mới là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó có thể sử dụng rất là tốt vào mùa hè, nếu như bạn nào thích những cái mùi hương nó có xu hướng kiểu dầu gội đầu, kiểu xà phòng cùng một chút kiểu hoa quả footy như vậy. Xét về độ tỏa hương và độ lưu hương của em này thì ngay khi mà mình xịt ra, mình đoán em này là một cái mùi kiểu skin scent rồi. Và thường thì những cái mùi hương mà có xạ làm chủ đạo ấy, thì họ sẽ không tỏa hương tốt được, và họ cần phải những cái mùi hương nặng đô khác, như là kiểu đậu tonka, hay là những cái nốt hương kiểu thiên về mùa đông hay là phương đông, thì là những cái nốt hương chợ thì nó có thể đẩy cái nốt hương xạ hương này tỏa hương tốt. Còn nếu như mà blend với những cái mùi kiểu footy hoa quả ấy, thì em này sẽ, những cái nốt hương xạ nó sẽ không được tỏa hương tốt. Và đây cũng không phải là ngoại lệ, khi mà trên da mình nó chỉ tỏa tầm nửa tiếng cho đến 45 phút đầu thôi, và nó sẽ chỉ là một mùi kiểu skin scent mà nó bám bền bỉ ở trên da. Và mùi hương này lưu trên da mình tầm 5 đến 6 tiếng. Không phải gọi là quá tốt, nhưng mà mình nghĩ là cũng không phải gọi quá tệ, tại vì mình cũng có di chuyển ra ngoài, cũng kiểu hay chảy mồ hôi. Còn nếu như mùi hương này mà các bạn xịt ở trong cái môi trường văn phòng ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ bám tầm 7 đến 8 tiếng, đáp ứng nhu cầu đi làm các bạn. Và câu hỏi tiếp theo đó là mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách và với cái độ tuổi như thế nào? Thì với mình đây là một cái mùi hương nó khá là nịnh mũi, số đông luôn, và nó rất là gần gũi với các bạn, nên là em này thì mình nghĩ là tầm 20 tuổi đổ ra các bạn có thể sử dụng khá là ok.
Mùi hương thì nó không có nghiêng nam quá, cũng không có nghiêng nữ quá, khá là unisex, là cả nam và nữ đều sử dụng được. Nhưng mà nếu như bạn nam nào mà sử dụng những cái mùi hương này thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng không phải là kiểu quá là kiểu manly. Đây không phải một cái mùi hương quá là manly, quá là mạnh mẽ, mà đây là một cái mùi hương kiểu sạch sẽ, nhẹ nhàng, và nó mang đến một cái cảm giác rất là kiểu gần gũi, quen thuộc. Và cái thời điểm khuyên dùng cho em này thì mình khuyên các bạn nên sử dụng vào mùa hè này. Kể cả mình nghĩ rằng tầm 35 độ đổ xuống là ok. Còn nếu mà mùa đông sử dụng em này thì nó sẽ tăng cái độ bám, tăng cái độ lưu hương, còn độ tỏa hương nó sẽ không được tốt cho lắm. Và mùi hương thì nó không phải là có xu hướng ấm, mà nó chỉ là một cái mùi khá là kiểu trung tính, nên là em này chắc là tầm xuân thu hè là ok. Và với rất nhiều những cái sản phẩm của nhà Narciso hay là những cái sản phẩm mà sử dụng nốt xạ hương đang nổi trên thị trường, thì mình nghĩ rằng New Musk của nhà Đêm này đang là một cái làn gió mới dành cho những bạn nào mà thích những cái mùi hương có sử dụng nốt hương xạ này, có cái hơi hướng kiểu skin scent không quá là nổi bật và phải gần gũi nhau mới có thể ngửi thấy. Và đây cũng là một cái mùi hương mình đánh giá là nó cũng khá là kiểu mang tính signature scent, các bạn sẽ không phải bị đụng hàng với những người khác. Đôi khi là khi có khi còn bị nhầm là mùi dầu gội đầu em ngửi thơm ấy, hay là em tắm cả dầu gội đầu lên người, thì đây là mùi của New Musk. Và không biết là các bạn nào đã sử dụng qua em này chưa thì các bạn hãy cứ bình luận ở bên dưới cho mọi người cùng biết, và đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.